hôm bữa là nhà hàng bị gọi là quay đập phá này nọ các kiểu, rồi có thuê bảo vệ đàng hoàng. Đây là uy tín luôn nè, thấy không, súng ống đồ đạn dược nè, giáp nè, súng nào quay qua camera gần xíu cho coi, súng đây đây, súng nào là đó đó, còng tay đàng hoàng nha các bạn. Đây là mình lần đi ăn review luôn, mình ăn của mình tự mình cảm nhận luôn nha. Má vô đang seafood đâu, má ơi cay quá đó, đang nhúng nhúng cái gì vô mới thấy được chứ. Rồi dấm vô nước sốt chắc mỏng quá ngon. Ơi, còn tôi pha thôi, ở mặn cằn nữa. Ok các bạn, thì đây là video rất là đặc biệt, là hôm nay là mình tiếp hai khách quý ở bên California qua. Đây là cũng hai là người bạn của mình, gắn bó mình từ lúc mình mới chân bật chân qua Mỹ tới giờ, là Thảo với lại anh Tuấn. Thì rất là cảm ơn là anh chị đã đi gọi là quãng đường xa mà đặt vé máy bay cả ngàn đô để bay qua đây ăn lẩu có 20 đô các bạn. Đó. Thì tại vì còn đây là gì đây, người đẹp. Quà nặng quá, chút nữa vô đập thùng ăn đi. Đâu, đây là quà, đi ăn giọng hot mod còn cầm theo quà nữa, tặng cho không hot mod. Trời ơi. Đó, cảm ơn nha, đây là video gọi là lần đầu tiên các bạn đi qua rồi ăn review. Mình cũng là review food cho bạn xem thử là đồ ăn không hot mod là có gì trong đó. Mình cũng nợ bạn video gọi là ăn review, thì sẵn có Thảo với lại anh Tuấn qua thì ngồi ăn chung với nhau luôn. Ok không? Đó. Ok. Rồi, vô đây. Ông bảo vệ nè. Đây, bảo vệ nè. Anh ơi. Đây. Trời ơi, để xiên xíu nè. Đây. Hôm bữa là nhà hàng bị gọi là quay đập phá này nọ các kiểu, rồi có thuê bảo vệ đàng hoàng. Đây là uy tín luôn nè, thấy không? Súng ống đồ đạn dược nè, giáp nè. Súng nào quay qua camera là gần xíu cho coi súng. Đây, camera gần. Súng thiệt không? Súng thiệt là đây, camera gần làm ha. Đó, súng thiệt nè. Đây, súng nào là đó. Đó. Đó, giáp rút ra giờ lên cho ta thấy coi. Đâu có còng đây, camera quay rồi. Đây. Còng tay đàng hoàng nha các bạn. Thì đèn nhá rồi rất là an tâm. Thì lúc nó đập phá này nọ, từ giờ có anh này anh canh họ từ sáng tới tối này nọ cái kiểu luôn, là không có sợ bị nữa. Nên Thảo tới đây anh Tuấn tới đây ăn là không có bị lo là bị đập phá nữa, đúng không anh? Bây giờ ok không? Ok. Không ai đập phá nữa đúng không? Không vô hả? Bảo vệ này là ăn lẩu nhiều hơn á, kho búp nè. Rồi đi vô nè. Ok, đi vô. Rồi nghe tặng quà làm hộp gì mà lo, biết tôi lấy gì này vô, tôi phải đập hộp thôi coi. Đập thùng, cái này là thùng. Thùng. Đây họ là Thảo kêu là Thảo với anh Tuấn là bỏ lên máy bay đặt riêng, đúng không? Đúng rồi, phải đặt bỏ bảy bao nhiêu, 70 đồng hả? 70 đồng, tại vì cái xe cần bán là 72 đồng. 72 đồng để đem thêm thùng quà, không biết quà gì mà tốn hết 72 đồng lắm đó. Gửi nhưng mà cũng không kịp nên Thảo phải gửi đi luôn đó. Giờ đục ra thử nha, thử cái quà bên Cali qua là cái gì đây. À rồi vô luôn nè. Rồi, à, vô đi. Bật lên nhanh luôn nha, bật lên cho nóng luôn. À, để khui thử cái gì đã. Ở bên đây nữa thôi. Đặt cái này thôi là xong. Đơn giản. Yeah. Rồi. Ok. Từ từ mở nắp rồi. Mở nắp rồi. Dừng nhảy. Là gì đây, vậy đây. Rồi, tại Thảo giới thiệu đây, cái lễ gì. Quà nha, mở đi, mở từng cái đi. Mở từng cái đúng không? Qua coi đi. Coi coi đúng không? Tôi biết coi quà gì đây nữa thiệt. Đây. Đó, quà bên Cali qua tặng. Cái này chắc anh Tuấn vẽ ha. Này anh Tuấn tự vẽ quá. Phải không? Hay là mua tặng? Mua rồi. Mua rồi, anh Tuấn là chuyên về bên kiến trúc. Đá búp. Đó. Xịn. 1 tấm. Cái này là phải dựng lên vậy. Dựng lên đúng không? Dựng lên nha. Dựng lên hả? Dựng này đúng không? Rồi. Rồi lấy gì đây? Anh mình bóc. Từ. Lấy gì? Như thứ vậy? Rồi, Thảo lấy ra đi. Để nó hư. Thôi để xuống. Rồi. Đây là gì đây? Đó. Khoan, còn. Cầm nha. Đây bạn cái gì nè? Đó, kho bút hot mod. Bạn thấy không? Gì đây, mã đáo thành công. Collaboration on the rain opening Rome Thảo em Tuấn. Đó. Làm đây chữ lọc nữa nè. Quá kỳ công luôn. Gì đây, đây là gì? 40 chấm. Rồi. Còn đây là cái quà gì nữa đây? Nó nhiều quà thiệt luôn á. Trời, dễ thương không? Bình an nữa nè. Mà nhiều người hay comment hỏi là anh Tuấn với Thảo này nọ đâu sao không thấy quà. Đó nghĩa là có đặt lịch cái đồ này nọ nhưng mà bận bịu giờ mới sắp xếp qua được. À. Thôi cảm ơn Thảo với anh Tuấn nhiều nha. Đó thành công rồi kìa. Ok, cảm ơn. Ok. Rồi giờ chuẩn bị vô đi vòng vòng coi thử ăn lẩu sao nha. Ok. Giờ gọi là mình mới được ăn, ngồi ăn này ăn chung này nọ nè. Thì mới vô là khách là có muốn bị lẩu.
Ok. Đó, đây là tôm dùm nè. Tôm dùm. À, siêu chuẩn. Siêu chuẩn. Lẩu nấm. Ok. Rồi lẩu ba vị. Ba à. Vị, ok. Thì giờ là anh Tuấn ăn sao em cũng ăn vậy, ăn cho té cho biết luôn rồi, mình cũng chưa biết. Được, được, ok. Ok. Hết luôn ha. À, thì này là buffet thì ăn thoải mái thì lấy tủ trước. Đi okay, qua đây coi, đi vòng vòng. Chỗ này là lấy chén lấy đũa này nọ, là lấy cái chén lấy cái dĩa. Ok. Là lấy đồ ăn. Lấy xi phút trước đi. À. Oh, ok. Dạ. À. Thì wow, đây là những cái quầy rau đi, thì bên này là quầy seafood. À. Ok. Ok chưa? Nào, mở ra nè. Đó. Thì trong này là ok everything. Thì ở đây bạn thì đây là mực này là mực trứng đúng không? Mực trứng. Mực trứng nè. Rồi mực baby nè. Mực baby, rồi đây là bạch tuộc. Em nào cũng hướng ở đây xíu nè. Bạch tuộc. Ok. Đây là bạch tuộc. Rồi, đây là tôm. Cái này là gì cũng là mực mực. Rồi con này là con vẹm chép vẹm chép chép. Con này là mực luôn. Con mực luôn. Cá. Cá. Cá gì vậy? Là cá ba sa, này cá ba sa. Cá ba sa. Cá ba sa này là hành cua rồi mấy hạt mấy cái cục này viên là viên viên bò viên. Cá viên chiên, bò viên chiên, cá chiên. Đậu hũ. Đậu hũ đồ xiên que gì nè. Các bạn muốn ăn thì lấy vậy. Ok. Ở dưới này là đây là cua. Cua. Đó. Gì cua cua ghẹ. Đó, ghẹ tươi sống. Ừ. Đây là nghêu ù mặt ù này. Đây là đầy thịt luôn. Đầy thịt luôn. Hàu. Oyster. À, ok. Đó, nó quầy cái gì nè, đó, người lấy dĩa dĩa. Ok, à. Đi chợ đi. Đi chợ đi. Seafood là thảo. Seafood. Yeah. Lấy xin, đỡ lấy xin. Đó. Này bò viên có không? À, đúng rồi, bò viên. Xin, đúng rồi. Lobster bò hả? Chắc gì á. Đó, hoa lấy xin, đó. Lấy cái thêm gì không? Đây, đây. Lấy bạch tuộc nè. Gai men đâu, gai men lại đây xíu nè. Này. À, bỏ vô. Bạch tuộc. Bạch tuộc, mình cũng thích ăn bạch tuộc. Mực trứng, đồ này nọ, sơ sơ trước đã. Được rồi. Lấy... Được rồi đúng không? Lấy cái oyster. Lấy tôm với oyster. Lấy tôm. Để lấy thêm cái gì nữa. Tôm nè. Đây, đây, đây. Đó. Đây. Đây. Tôm. Lần tiên cũng tôi đi ăn đồ à, này nọ tươi rồi chứ. Ok à, được rồi. Rồi bây giờ lấy thêm lấy gì nữa, lấy oyster đây nè, lấy oyster, lấy dĩa oyster bỏ đây luôn làm được vậy ha, oyster đây ha, rồi bỏ đi luôn luôn đó. Rồi gì nữa, lấy từ từ lấy tiếp. Ok từ từ. À. Rồi được rồi, rồi chúng tôi mình ăn bò được nữa mà bên này rau thì để cho rau luôn. Đây là rau nè các bạn, chân lên này mình làm chân chân rất là đẹp. Thấy không Thảo, nhìn giống như là vườn cây á, nhìn đẹp ha. Sạch sẽ không? Bỏ vô tủ sạch sẽ mấy loại rau đó bạn. Để vô rồi bạn cứ lấy vậy thôi. Vậy là mình dẹp cái quầy luôn nữa không phải? À. Bỏ vô đây hết. Lúc trước là cái quầy kia giờ bỏ hết. Dạ dạ. Ok. Trời ơi, dạ, cho em gửi cái anh Tuấn. Cái này làm mày cao quá, cao hơn chú nhiều quá. Ok. Ưu tiên Cali qua đó, hả? Không phải ở ngồi á hả? Tôi kêu giờ á. Lý vậy ta? À, đi chụp hình nha. Ngồi vô cho chụp hình, rồi ngồi vô rồi đó. Dạ, dạ để em chụp một cái đi chứ. Dạ. Ai we don't need here. Ok, tí nữa chụp. Hai đứa con vô đi. Dạ. Rồi. Anh chụp giùm em nha. Để này hải sản lên đây. Cho nó full dĩa. Đó. À, đây các bạn, đây là quầy gọi là seafood. Rồi thịt bò, thịt cù, thịt các bò đầy đủ, đúng các loại thịt. Đây là đầy đủ thịt chứ. À, đúng rồi. 2 4 6 7 8. Ok, đúng rồi, các loại thịt này nọ còn thiếu một loại nữa. Cũng nhiều rồi đó. Okay. Mình ăn ta trước đi. Nấu cái xôi lên. Ok. Cái này là kho bắp. Không dạ, cho cầm. Không cho Tuấn với Thảo về. Thấy không? Thấy cái dĩa đưa Thảo cầm lên thử coi nè. Đồ dĩa. Đẹp quá anh ơi. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cắt thịt rất đẹp không các bạn? Ai cắt vậy anh? Ai cắt vậy? Ai cắt đẹp quá vậy? Đó, thịt nào các bạn thấy cắt đẹp không? Đây, đây đây. Đó. Đẹp. Ok rồi, cái mình quay gần thấy không? Đây gần gần vô nè. Đó, quay cái số thịt. Của Thảo đẹp lắm nè. À của Thảo nè. Đó, quay gần vô nè. Ồ. Quá đẹp. Sao? Đây. Sắc sắc luôn.
Ok, bây giờ giới thiệu từng thịt đi. Còn thịt đúng không? Thịt nào nữa? Đây là gà nè. Cái này là bóp heo ly, bóp heo ly. Cái này là rib eye nè. Ok. Cái này là gọi là lên bít à, nó nhẹ nhàng vậy á. Lên rồi nhiều loại quá, có chip loi. Chip loi ok. Chả biết nó cái nào nữa, nhiều quá cho tôi phải hỏi ông đầu bếp. Ok. Nhiều rồi. Rồi. Có dê không? Có dê à? Không có dê. Có cừu nữa, cừu. Cừu chứ. Lam là cái nào ta? Lam chắc là cái này nè. Chắc cái này là lam á. Chắc cái màu này đó. Cái màu là lam á. Ok rồi. Rồi. Thử đi. Thử đi ha. Giờ mở đóng dĩa seafood vô nè. Dạ. Rồi, cái men quay gần xíu cho quăng dĩa seafood vô nè. Dạ. Muốn bỏ bên nào? Bây giờ bỏ nấm với lại thái trước đi. Nấm với thái trước đúng không? Nấm bên này. Đó ba thứ này, còn cái này mình nhúng thôi. Cái okay. Này là có một vị cay hả Khoa? À, thảo không ăn được đúng không? Đúng rồi. Thảo không ăn được cay nha, đây là thảo được cay nên hai vị không cay. À. Còn bỏ vô hết rồi nè. Bỏ vô đi. Dạ. Chút nữa anh Tuấn chia ra. Thì đây là mình có cái cây chỗ này nè, các bạn nhìn nè. Thì bạn ăn xong các bạn có thể bỏ dĩa vô đây. Rồi bên phục vụ đồ này nọ sẽ lấy họ dọn đi. Okay. Đúng được không anh Tuấn? Được, có lý, có lý. Ồ, xe như là xe này mình đẩy được đúng không anh? Đẩy được. Như mình đẩy mình đi lấy đồ ăn. À. À. Rồi, nấm niết rồi bạn ăn này nọ nấm. À. Nè, đây là lẩu nấm mà có nấm nữa, chắc Thảo thích ăn. Ok. À, mình quăng bớt. Anh Tuấn là thích ăn lẩu cây nè, mấy cái cây này là anh Tuấn thích ăn lắm nè, ghẹ nè, quăng ghẹ. Nè mình nhúng thịt đúng không? Vậy anh nhúng không? Quăng ghẹ vô, cho ngọt nước. Đó, ghẹ vô đâu? Súp gì đây? Đây đây đi. Súp thái đi à? Súp thái đi. Rồi. Thái thái ghẹ là thái sảy rồi. Còn có muốn ăn cây không? Bỏ vô cây. Không, cái đó mình nhúng thịt được rồi. Vậy ha. Dạ. Đó. Cái này là một mức độ cay hay sao? Này cái thái. Chi si chuẩn này là nó cay theo kiểu là nó khoảng gấp đôi cái thằng tôm dùm. À, thì ở đây là phân ra là cái này là ít cay, cay chua, chua cay gì đó. Okay. Kiểu người Việt mình dễ ăn, còn này nó cay siêu chuẩn để mình nhúng mấy cái... Nhưng mà nó chỉ có một level. À đúng rồi, đúng rồi, một level thôi. Okay. À. Thì các bạn nhớ vô chú ý nha, cái ăn cay nào được không, ăn cay được thì nhớ ăn tôm dùm, còn ăn cay được thì ăn siêu chuẩn. Ok không? Được. Rồi giờ ăn nhúng thử đi, nó sôi rồi đó. Nè, đây anh. À. Ok, test thử nha. Để tràn ngập luôn, không có chỗ ăn không, chỉ có chỗ để bớt dĩa qua đây nè. Để bớt dĩa thịt qua đây. Đây. À. Ở đây để này kia này. Rồi, có chỗ để không? Để bớt dĩa qua nè. Đây, anh ăn để đây rồi. Được không? Đó. Đó. Bỏ kệ vô đây luôn đi. Bỏ kệ vô luôn đi. Đây, đó. Đúng rồi cho nó trống. Đây. Con cho nãy sôi lên để Thảo ăn thử nước này nọ cái kiểu chưa gì chúng mày. Thấy ngon quá. Nhìn có ngon hả? Ngực trứng á. Mực ngon à. Này nó bật nút mạnh nhất chưa? À đây chỉnh luôn à. Hèn gì nó giống chỉnh. Mắc chưa? Rồi ha. Coi như cái máy này là nó tự hút luôn. Tự hút luôn, nút cái này là nó hút dưới luôn. Không cần hút hết trơn. Đúng rồi. Chỗ là phải có hút đúng không? À hút dưới luôn. Hay hay. Rồi. Về thử bò trước đi. Thử bò đi. Nhúng nhúng si chuẩn thôi nè. À nhúng. Mình thử coi, cái miếng bò này đỏ quá đỏ. Đây giờ mới ngồi ăn thử tép được à. Còn bữa giờ chưa chết hả? Chưa ngồi đây tép. Đó giờ ngồi ăn chung nè. Quá rồi giờ này là tép luôn à. Được ngồi ăn với chủ tịch nè. Ăn với chủ tịch Phong Bắc nè. Đây là chủ nhật chứ không chủ tịch nha các bạn. Chủ nhật vẫn làm á là chứ không chủ tịch đâu. Em nhúng đi, em nhúng cái món của em đi. Muốn thích ăn bò loại nào? Lấy bò này không? Okay. À, bò thích ăn loại bò kiểu có ba chỉ. Kiểu rib eye. Rib eye à. Như là có à. Hay có nước chấm đâu? Ừ, đúng rồi. Mình có nước chấm nữa, mình chưa review xong. Đi quay bay. Chưa. Thôi để làm miếng này trước đã, trước đi thử nước chấm nha. Ok. Okay. Có nước nữa. Đắng thử nha, thử chưa nha. Em kêu nước là làm nước em. Thì giống như từ phá chị cái theo cái nước. Nước uống với dạ anh đang làm rồi. À, còn nước chấm bò là nước chấm hải sea food đâu? Có luôn hả? À. Cái này thấy không? Cái này thịt cừu hả? Cái này rất là bò. Cái này em cho rồi được lên. À ok. Cái này cừu. Cừu hả? Nhưng mà nó thơm. Nhưng thơm. Mà cái này á, cái này nó thơm. Mà chưa đủ cay chứ anh. Chưa cay nữa. Tại đây là người Việt. Đó thì em làm tại vì cho người Việt á, chứ phải kiểu như là Trung Quốc nó cay nồng. À có sót, đúng rồi có sót cái cây. Đúng rồi. Anh nghĩ có lý. Dạ. Đúng rồi. Thì ở quay chúng đi quay bài xếp. Dễ ăn, đúng rồi. Đúng rồi, dễ nêm hơn. Sợ cay quá ta ăn cũng được. Đúng, dạ. Nhưng mà thơm.
thơm cái mùi. Cái đây là anh Tuấn là miền Trung là anh ăn cay ác luôn nữa. Cái này là chưa đủ độ cay với ảnh. Đó là mình phải gia giảm bớt rồi đó. Ok, giờ đi qua em kia con xíu. Để xóa thử đi. Đây. Quay shot đâu? Ờ ok ok. Dạ dạ ok. Ô shot seafood đồ này đâu? Cái này là tự lấy thôi, mình muốn lấy mình lấy thôi. Thôi tự lấy. Rồi ok. Ok. Đây ha. Dạ dạ không à. Trời ơi giờ cái tay khách cảm ơn. Okay. Mình với anh Tuấn với Thảo là chuyên gia đi ăn lẩu nhà hàng gì bên Cali lung tung xe hẹn đi lấy nước sốt nước lòi, giờ có dịp qua đây ăn chính nhà hàng tên của Pháp Lót đủ cái duyên hả? Suy nghĩ nhìn cái mắt cười thiệt luôn á. Bây giờ tôi đi tôi lấy từng từng loại sốt tôi mắc cười quá thiệt luôn á. Việt Nam là khó ăn mắm lắm. Ở đây Việt Nam khó ăn mắm, bạn đưa hũ mắm đâu ra cũng hết lắm không? Ồ vậy là chấm mực chấm nước mắm gừng nữa. Mắm gừng á. À có gừng mắm gừng tỏi chuyên nghiệp dữ. Có lý không? Mực là phải chấm mắm gừng. Đây gừng hả? Ồ gừng thiệt nè. Ủa sao nghe xong thấy muốn bắt trước theo vậy trời. Mắm gừng. Cô làm y chang đi cô. Tỏi vô hả? Đúng rồi, bỏ tỏi. Tôi ở bàn khác chứ cũng ở đây. Dạ. Yeah. Anh lấy cái mì gói. Y chang phải không? Đó. Mắm gừng chấm mực mực trứng thôi chứ. Không cái này mình chút vô kia rồi. Chút vô cái chén này. Đúng không? Chứng cà phê chỗ này. Để chứng cho. Đây là mình lần đi ăn review luôn, mình ăn của mình tự mình cảm nhận luôn nha. Cái gì nếu mình thấy dở mình sẽ cải thiện. Cái nào dở mình sẽ cải thiện các bạn, cái nào thiếu như Thảo nói là sẽ cải thiện thêm. Đây anh Tuấn, mắm gừng nè, để chấm hải sản nè. Xa không có xa không thấy đồ ăn không? Em thấy đồ ăn không? Thấy đồ ăn cần cũng thấy ngon nha. Xa quá không thấy ngon đâu á. Để đây nha. Đó vậy ăn. Đó. Thử đi. Giờ mình thử mực đi. Mắm gừng nè. Thấy anh Tuấn là khói mực trứng rồi đó. Đây Kemen gần vô coi mực trứng nè. Đó, coi anh Tuấn ăn mực trứng nè. Rồi quay vô anh Tuấn đi, quay anh Tuấn ăn trứng nè. Rồi. Rồi ăn thử đi. Đây mời các bạn nha. Rồi, Tuấn ăn thử nha. Bây giờ nó có cái rút cái kia ra nha. Không rút cái cọng này ra nè. Mày dính cọng này không? Rút này ra. Có tươi không? Tươi. Ngon hả? Chấm mắm gừng ngon hết. Chấm mắm gừng ngon không? Chấm mắm gừng hải sản luôn. Đây, mình cũng thử coi. Tôi cũng khói ăn mực trứng đúng không? Dạ. Nè, chấm miếng mắm gừng nè, thấy không? Thơm á. À. Trời ơi, cay. Cay không? Cay. Cay không? Ăn cay không? Đâu cay đâu. Trời ơi, ăn cay ghê hiểu. Thêm những con. Vậy là ngon rồi đó. Phải cay vậy mới ngon. Đây, thêm em á hả? Bạch tuộc baby. À. Ăn theo chủ tịch luôn. Má ơi ăn này uống thêm nước bia nó y bài luôn anh Tuấn ha. Sảy luôn á, có bia không? Đang á hả, đang làm cái license để bán bia. License okay. Bia đó coi anh Tuấn ăn đi. À, chấm đi, chấm vô lại coi, chấm vô đi rồi đó. Rồi, chấm vô. Dài. Dài. Tròn tròn. Vậy hả? Giờ tới phiên mình nè. Má vô đây ăn seafood. Đâu. Kệ không? Má ơi cay quá, ăn xuống thì ăn cay thiệt luôn quá. Cay thiệt không? Thôi bỏ đủ thứ. Trời ơi, bỏ ớt nhiều quá rồi. Quá trời luôn. Vậy hả, anh có cay không? Anh không cay, anh vừa mà, anh vừa ngon mà. Thở vô miếng giấy rồi. À, có nước không? Có nước rồi. Anh còn ghê hơn rồi, anh chưa chấm nè. Thảo thấy là ăn cay gì em để có nước uống nhá. Hả? Khoa có nhiều loại ớt phải không? Nhiều. Nhiều loại ớt. Nhiều loại ớt. Mấy cái ăn cay được đâu mình cho nhiều vô ớt. Đâu. Cái này thịt cừu đúng không? Cái này thịt cừu đúng không? Thịt cừu. Cái này mình ăn thử thịt cừu các bạn. Cái thịt cừu này á đặc điểm. Cái đặc điểm nha. À, người Trung Quốc rất thích ăn thịt cừu các bạn. Vậy hả? À, ví dụ như ở vùng phía Bắc ở Bắc Kinh á. Nó được. À, nhúng vô. Nhúng vô lẩu á, cây sứ sứ chuẩn này thấy không? Cái xa xa quá thấy không? Anh gần gần xíu em cái. À. Đó, đang nhúng nhúng vô gì vô mới thấy được chứ. Đó. Đúng rồi, caramel thì phải quay cận cảnh rồi xa cảnh rồi này nọ mới chuyên nghiệp chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đó. 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 30 giây thôi. 30 giây. Đúng rồi. Giây là ready liền. Rồi chấm vô nước sốt. Chấm sốt nè. Tự pha. Rồi để coi thử Tuấn ăn thử sao. Đó. Ngon, mềm. Ngon mềm hả? Mềm. Anh ăn bò ăn nào vậy? Cắt mỏng quá ngon. Ừ. Em ăn thử đi. Còn tôi pha thôi ở mặn chằn nữa.
là cay rồi mặn, mà đây là tự pha không, nên tôi làm cái mô hình lẩu này gì không, mấy ông pha mấy ông tự chịu trách nhiệm, không nói ngon dở gì đó. Mấy ông pha mặn là do mấy ông mặn, mấy ông pha cay là do mấy ông cay, cay thì giảm bớt ớt lại, mặn giảm bớt mắm nấm lại. Giờ thử súp nấm đi, súp nấm đi, súp nấm ok không, súp nấm thấy nhau ngon hả, súp nấm ngon, rất ngon kìa, cái tử nữa hả, ờ cũng miếng nấm mới ngon không, nghe khen mình cũng ăn thử thôi. Nó vừa ăn á, nó vừa ăn thử đi. À đó, nãy mình bỏ mực vô á, nước nó ngọt hơn, nước ngọt sao, công nhận nước nấm ngon không, cái này mà bỏ con gẹ vô nữa là ngon nữa. Chưa thấy cái quán nào là nước nấm lẩu nấm mà nó ngon vậy luôn, mấy chị có bút bóp bóp sao không á. Rồi ăn rau đi chứ, đây quăng rau vô mỗi bên đó, ăn rau gì bỏ vô đem, nãy rau gì bỏ vô này á, rau có hả tàn ô đó, tăng tôi ăn thử rau đi, tôi chờ nó mềm rồi ăn mực ở đây, ăn mực ngon ngon ngon, khói ngon, khói mực, khói mực, mực trứng này má nhìn ngon quá ha, nhớ rút này ra, rút này ra đó, các bạn nhớ vô ăn mực bên mình thì nhớ rút này ra nha, xong ăn cho nó sướt miệng đó. Ồ, cơm nước đặc biệt á, nước thơm à, ồ nước gì nhìn hấp dẫn dữ vậy, ui nguyên trái thơm luôn, wow à. Rồi đây là vị dâu nè, vị này là vị đào nè đúng không, chè đào, vị thanh long, vị này là vị dứa, người đẹp uống cái nào, đây người đẹp lựa, người đẹp muốn ăn trái dứa không, trái dứa viên tiêu tắt luôn nè, ok thử coi. Đổ ra cái ly hay sao khoa? Nè có hút được luôn á, có hút luôn mà. Nè cầm nè. Ồ, giờ quyền trái dứa không có chịu. Dứa màu vàng hả? Uống đi, uống cảm nhận nó để ra. Đây người đẹp. À, Tuấn có chọn đào hay là thanh long? Anh cái nào cũng được, em cứ hút cái trước đi. Dạ hả? Chà đào nè, nghe nói chà đào thấy khen ngon lắm quá trời ơi đất nè. Đó. Đó, mình sẽ uống thanh long ruột đỏ. Có logo đẹp quẹt không hút nha. Logo ta. Đây anh Tuấn lý ra quay lên nè, quay lên cho có logo rồi tôi coi á, cái này là dứa thôi hả Khoa, không biết nữa, uống thử chưa, nước khóm thôi, không có chà phải không, có gì nữa không, không tao biết đâu, cái này là bên đó hả, nước khóm, nước khóm hả, khóm với lại tắc hả, khóm với tắc à, khóm với tắc thì bên này rất là nhiều thích uống chà tắc rồi chà chanh dây, chà đào, dành cho những người mà không uống chà được thì à, người uống chà được em ăn uống chà nè, đó là xe nhau hai người thôi, coi cho nó sao, đi thử chà đi thì ngon nè. Không chà. Game vậy là không được nha. Game gì vậy kìa. Chảo ngựa sốc hồn. Công nhận mắc sen ghê không? Ăn cái quỷ này nó cay. Ăn mực ăn đồ nó cay. Không có ngọt. Ngọt thanh. Ngọt thanh. Không có chà, cái này chỉ là juice. Ngon. Má ơi ăn cay vô tiện có ly này uống ngon hợp lý thiệt luôn á. Cái này chưa bỏ lên em. Chà đào ngon. À, chiên vô, bỏ mấy chiên vô luôn nè. Chiên làm thứ này, cái này nắm đi. Để cho người đẹp ăn người đẹp thích ăn nấm lắm, bên này lẩu nấm ngon. Tại Thảo là không ăn được cay nha các bạn. Tôm chùm cũng ăn được luôn hả? Ăn được. Mà cay lắm không? Để Thảo thử. Thử đây. Thử tôm chùm thử coi cay lắm không? Thôi con không biết nữa. Anh Tuấn ăn rau nè, thử rau. À. Như đây ăn tới mấy giờ mới hết chưa? Trời ăn 90 phút. Này 90 phút bao nhiêu? 90 phút à. Ăn 3 tiếng được không ạ? Ở đây là Thảo đặc biệt lâu cho ăn tới ngày mai luôn được luôn. Miếng gần rồi. Cho sắp cái gói cho ngủ. À. To lắm một trứng. Ngon quá. Ngon á. Ngon ha. Tôi đói á. Không hôi tanh gì đúng không? Cần đi ăn thử luôn á. Miếng đâu rồi. Để thử cái này nha. Thử đi. À. Thảo thích ăn tâm dương lắm, mà không biết nó cay không nữa. Cây vừa thì ok. Tôi thấy sao? Có thể biết cay lắm không? Anh thấy thì không cay. Anh thấy thì nó cay xe xe. Mà không biết là cái độ này có được không? À, nó tùy loại rồi. Cũng có, cũng có. Ừ. Có đây. Nhưng mà tâm dâm thì nó phải the vậy mới đúng. Sao? Được không? Ok. Ăn được. Ăn được hả? Nó không có cay, mà cái kiểu mà cay mà cay gắt quá hả? Cay gắt. Cái này là anh Tuấn muốn ăn thêm cay thì anh bỏ ớt vô thôi. Cái này bên mình dễ lắm bạn. Anh có ớt. Có hũ ớt bên kia. Ai mà thích mặn thì nên mặn vô. Kêu lẩu nhạt quá quăng nhạt quăng vô cho nó mặn. Cái này mình có em muốn làm cái kiểu này để kiểu như là
thấy mặn quá thì lấy nước mắm bỏ thêm, lạt quá thêm mắm bỏ thêm vô. Ok. Đó, chua quá là bỏ thêm đường, có hũ đường ngoài kia chứ mấy ông. Tự thêm vô cho nó ấy. Rồi tất cả mọi thứ mấy ông là đều tự làm tự nấu hết, mấy ông đừng có vô đây chơi dở là tại vì chơi nhạt quá, chơi mặn quá gì. Cứ nêm lại đi. Muốn gì là mình cứ làm đúng không? Đó vậy. Đó lẹ. Hợp lý không? Cái này chắc mình quên bỏ đường vô để mình chấm nè. Cái thịt bò đó gọi là gì? Nó ngon á. Ngon hả? Bò nó ngon á. Rip ai? Rip ai không? Rồi. Đó. Sắp tới không? Nè, thử này đi. Lại đây. À. Ok không? Tôm dùm ngon á. Giờ mình đang thử con nghêu nè. Nghêu này mặc ù của mấy ông. Cái men còn gần xíu nè, cái men lại xíu nè. Thấy không? À. Rồi. Tôm dùm ngon. Tôm dùm ngon không? Tôm dùm ngon. Tôm dùm là do mình đây mấy bạn. Tôm dùm nè. À. Mì gói vô đi em. Dạ. Mì gói vô hả? Mì gói vô đi. Gói vô ăn thôi. Mì gói vô tôm dùm đi. Có hầu nè, con hầu tôm vô, con tôm con hầu vô nè. Hầu bỏ bên nào? Đây, tôm chung luôn. Tôm nè. Đó, bỏ tôm chung luôn. Cái này là anh nghĩ là dễ ăn nè. Nấm với lại tôm dâm là dễ ăn. Dạo nấm tôm dâm dễ ăn á. Dạ. Kiểu phù hợp với người Việt mình bạn. Nấm thì nó có cay, tôm dâm thì giống như canh chua của Việt Nam mình á. Dễ ăn. Cay quá thì uống cái nước này. Đây à. Ok, ngon. Hai nước này hợp lý quá. Bỏ mì gói vô. Mì gói vô chưa? Mì gói nha. Đâu đâu. Mì gói vô Thái á ngon hơn. Đây đây đây. Mì gói Thái ngon hơn à. Thảo thấy cái này là vừa nè, Thảo thích ăn chua vậy đó. Vậy hả? Vừa hả? Ăn chua hả? Ừ. Mà nó thơm là được rồi, tại vì Thái là có nghe mùi xả rồi đó. À. Với lại lá chanh. Đúng rồi. Không không? Cái cục này giống như là đậu hũ mà phải đậu hũ không? Vô đây. Thêm cái chén, lấy thêm cái chén vô đây. Rồi vô đây nè. Dạ dạ ok. Ủa muốn vô đây chụp không? Rồi đâu? Rồi đây đi. Dạ dạ không sao chị. Ok thôi bạn. Rồi. À. Ở đây là ông ăn chuyên nghiệp, các bạn nhìn nè, coi cái chén ông ăn còn chuyên nghiệp của mình, cái bên lại gần lại xíu nè. À. Ngoại trứng vô. Nhưng mà có sa tay em phải trộn đó hả? Đó. Ông đập trứng vô nè. Đập trứng vô sốt rồi chấm con này nọ. Ai ai biết nào mà ăn chuyên nghiệp vậy? Không, cái này từ mình đưa đi phố Nguyễn Khoa ăn á, mấy người Khoa người ta chạy ăn. À dạ có gì. Ăn được mấy lần ở đây rồi? Thì anh ở đây anh ăn khoảng được 5 lần à. 5 lần. Là nhiều hơn tụi em rồi. 5 lần à. Ở đây là first time hết á. Đây là họ chuyên nghiệp. Tại vì ông chủ đây cũng đang ngày hôm nay là ngày thứ 2 thôi mà. Ăn ra anh thích thịt gì trong này? Rồi. Góp ý biết đi. Thịt đó thì thích ăn gì? Thích bò thì cụ. Thịt đó thì đa số là tùy theo mọi người. Để hả? Mình không nói hết được, mà nếu mà anh riêng thì anh thích ăn nó coi hơi có bỏ mỡ nó ngon hơn. Ừ. Thì đó. Nó đỡ ngán anh hơn. Cái này hoặc là cái này. Đúng rồi. Cái này cũng được ăn. Nướng mẩu là gì á? Nướng mẩu là em thích cái này. Chứ nếu mà nhiều khi nếu mình nạt quá thì hơi ngán. Ừ. Đúng không? Đúng rồi, nếu mà nạt thì hơi ngán. Có cái sớ sớ mỡ chút béo béo. Nó xôi chưa vậy? Nè. Chưa, xôi bên này nè. Đấy hả? Thì cái giống này đi, em giống này dưới đi. Còn ba cái này chờ đi. Chờ. Sao bữa giờ có ai vô phá viết này nọ nữa không anh? Bữa tối rồi á. Từ cái ngày bữa anh làm về là anh thấy phá viết này không có. À. Bữa tối là anh gặp lại người tập cũ của em. Vậy hả? Ờ, đó là cái cặp đôi mà vào mà chọn cái lấy cái hút camera hả? Nó vô đây lại hả? Lấy quay lại. Nhưng mà bữa đó là cái người khác làm chứ không phải anh làm. Nhưng mà tự nhiên anh đang ngồi làm đằng kia, cái anh linh tính anh thấy nó sao á. À. Lúc đó khoảng 2:30. Thì anh đang ở nhà coi camera thì anh đang thấy là tự 2:30 cái anh nhảy xe, cái anh chạy qua đây anh check. À, 10 phút mà anh vừa chạy qua bên đây á là anh thấy đang đứng ngay chỗ cái chỗ mà tiệm thuốc tây kia bên đó. À. Đó là hai tụi nó thấy đó. Cái thì anh tới, anh vừa chạy tới là anh thấy cái nó đứng nó băng qua đường luôn. Chạy nó băng qua đường, chui vô cái khu nhà tao đây nè. Ừ. Cặp đôi á. Ừ, cặp đôi á. Ừ, cũng cặp đôi đầu tiên đúng không? Ừ, đầu tiên. Nói chung là bữa giờ là chỉ thấy cặp kia quay lại thôi đúng không? Cặp kia quay lại thôi. Ừ.
Vậy là hot là còn là giờ ông ngoại phát rồi đúng không? Mà chưa có hành động gì đúng không? Khả nghi sao anh? Anh chỉ là ông lãng vãng thôi. Cặp đó có gì lãng vãng thôi mà hay là nhiều khi nó muốn làm mà anh không biết tại vô tình mình tới phải gì mình mình ngồi mình ước lúc đó mình ngồi ước. Nếu mà tới chạy 5 phút nữa rồi trên xe còn sao? Đâu biết được đúng rồi anh, đúng rồi. Không. Tại vì hôm bữa nó vừa thấy mình nó vừa thấy mình vừa quẹo vô là nó nhảy vào đường liền, nhảy nó băng qua đường liền. Hai giờ nó băng qua đường liền. Thì ok bạn, thì rất là cảm ơn là anh Tú với Thảo là nó bay từ bên Cali qua rồi ăn thử tép lẩu này nọ, thì nghe cũng vui, góp ý là dù gì trong bốn nồi thì Thảo cũng thích được cái lẩu nấm với lẩu Thái đó cái trong bốn cái rồi anh Tuấn thì cũng thích lẩu nấm luôn, lẩu Thái luôn đúng không? Đó ba cái này là đều thích á. Thì nói chung là bốn nồi thích một nồi là cũng ok rồi bạn, tại vì mình sẽ improve cải thiện lên, mà đây thích được 2/4 là cũng ok rồi. Nghĩa là mình sẽ cải thiện improve từng tại nhiều người có nhiều vị khác nhau, sợ nhất là không ăn được cái vị nào trong này hết. Đó là do tại sao mình đem bốn nồi lên này nọ, tại vì cái nước lẩu này không tính tiền, nó free á. Thường là bên buffet là người ta sẽ tính tiền nước lẩu nha, cái đồ ăn là free nha, gian buffet. Ok luôn đúng không? Chung là đồ hải sản là thấy tươi. Mọi người thấy tươi. Mực rất là ngon. Mực ngon đúng không? Hải sản ngon. Đó thì giờ mình kết thúc em để mình tập trung ăn cho nó ngon miệng thoải mái phải không? Đây các bạn. Thì mình muốn review một xíu, cái này là cái đồ gọi là đồ ăn chém miệng đúng không ta? Dạ hả? Mấy cái pudding này là đắt hàng lên tới hàng đó nha. Mỗi lần đem lên là hết rồi, tôi phải dành chỗ này, dành mít tư quan đây để tôi review một xíu. Này gọi là gì ta? Cái này biết là gì vậy? Sao? Thử đi. Đó. Đây nữa, mít tư quan. Cái đồ mè quay lên cho thấy nè. Mỗi đồ mè không hiền. Đây các bạn, đây là mình để mấy cái này gọi là dâu nè, chanh dây rồi, rất là nhiều loại ngon lắm nha. Nè, nhỏ mít đinh nè, thấy không? Để ký xíu coi. Dễ thương không? Cái này là Đây là khác đó. Rồi, ok. Ok, rồi, ok. Bạn thử cái miếng này là không hiểu sao mà mới làm ra nó lại cháy hàng à. Chú ở đây hay luôn, hay ở đâu, ở Houston luôn không? Arizona chạy qua đây. Để con mượn tay với coi tay coi. Trời. Đây mấy hộp giữa là mấy cái ra đây. Trời ơi, hai hộp luôn kìa. Đó. Thấy ăn lẩu không muốn hot pot không? Trời. Nhìn tôi ngại luôn á, tôi đi né là sáng quá, chói quá, chói. Ôi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Gia đình chị 76 dạ. Người thêm đứa cháu nè. Dạ dạ. Trời ơi. Mình không chứ người anh con. Cô ở đâu? Cô bên này mà hả? Ở Corpus Christi. Dạ. Nhưng mà các con chị thì nó ở đây. Trong cháu. Rồi vô. Ngộ lắm nha. Cầu nguyện cho khoa Bắc. Dạ, cô thấy nhà hàng con bị phá hay sao? Trời ơi. Con ơi, ủng hộ con hết. Ok, đó. Rất là vui là có cô chú tới ủng hộ rất là. Mấy ngày nay nghe tin Trạc Xuân. Trạc Xuân. Dạ. Thì đó. Dạ. Thì đó con phải cẩn thận, thuê bảo vệ này nọ đầy đủ. Người lớn tuổi thương con lắm. Dạ dạ dạ. Đó có rất là nhiều cô chú rất là thương nha. Tuy bị phá. Có cô nha. Dạ 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 cô biết. Dạ dạ cảm ơn cô. Ok, chúc con nhiều sức khỏe. Dạ dạ cô ơi, công việc nha. Ê cho em. Ồ, đây nước chấm hải sản đúng không anh? Đây nước chấm hải sản nè.